Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những diễn biến liên tiếp liên quan sau vụ 3 tàu hải cảnh của Trung Cộng đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam hôm 2 tháng 4 cho thấy dường như Hoa Kỳ là nước mạnh mẽ nhất bênh vực Việt Nam, trong khi phía Việt Nam xa dần khỏi vòng tay êm ấm của Trung Cộng và có vẻ ngả sang phía Mỹ. Đây là nhận định của giới quan sát đối với những động thái thay đổi trong quan hệ ba bên Mỹ, Trung, Việt. Luật sư Ngô Ngọc Trai từ Hà Nội cho rằng Việt Nam nên gắn kết với Mỹ bằng cách tranh thủ sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump trong bài đăng trên BBC News tiếng Việt hôm 11 tháng 4. Hôm 9 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chia sẻ trên hai trang mạng xã hội nội dung cho biết lô hàng 450.000 bộ quần áo bảo hộ y tế đã được đưa tới Mỹ để chống dịch cúm. Trong đoạn chia sẻ ngắn, ông có nhắc đến vai trò hợp tác của những người bạn Việt Nam và lời cảm ơn kết thúc ở cuối câu. Sự việc ngay lập tức được các báo chí ở Việt Nam đưa tin. Công chúng quốc tế cũng rất quan tâm. Tính đến trưa ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam, thông tin được chia sẻ trên Facebook đã nhận được 220.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 10.700 lượt bình luận, hơn 17.900 lượt chia sẻ. Bài trên trang Twitter đã nhận được 98.000 lượt yêu thích, hơn 20.600 lượt chia sẻ và gần 9.000 bình luận ý kiến. Để ý nhìn lại thì thấy trong số mấy đời Tổng thống Mỹ gần như Obama, Bush, Clinton, có lẽ không ai nhiều lần nhắc đến Việt Nam như Tổng thống Donald Trump. Ví như Tổng thống Obama, có lẽ trong cả hai nhiệm kỳ Tổng thống 8 năm, ngoài những bài phát biểu chính thức trong một vài dịp ngoại giao hoặc sự kiện có liên quan, thì cái tên Việt Nam được nhắc đến trong văn bản. Còn ở góc độ riêng tư cá nhân, có lẽ ông Obama khi đương nhiệm không khi nào nhắc đến cái tên Việt Nam. Nhưng đối với Tổng thống Donald Trump, dường như Việt Nam là một địa chỉ dễ nhớ, gần gũi, đáng để quan tâm. Hồi tháng 5 năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến Việt Nam trong một bài phát biểu về vấn đề thương mại với Trung Quốc. Ông nói, nhiều công ty bị áp thuế nhập khẩu cũng sẽ rời khỏi Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam và các nước tương tự ở châu Á. Lời phát biểu có giá trị như một lời quảng cáo cho các doanh nghiệp về những cơ hội kinh doanh thương mại tại Việt Nam. Một lần khác cũng năm 2019, ông Trung có nhắc tới Việt Nam nhưng theo một nghĩa tiêu cực khi cáo buộc Việt Nam là nước trục lợi về thương mại với Mỹ. Tháng 2 năm 2019, toàn thế giới theo dõi diễn biến cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un diễn ra tại Hà Nội. Việc ông Trung đồng thuận lựa chọn Việt Nam làm nơi gặp gỡ chắc chắn đã đem đến hình ảnh tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2017, Tổng thống Donald Trump cũng đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC và tranh thủ thăm Việt Nam. Dường như cái tên Việt Nam có tác dụng đem lại lợi ích, lợi thế cho Tổng thống Donald Trump. Cho nên, trong các phát ngôn xử lý công việc, ông mới viện chứng nhắc đến. Có thể do tính cách khác biệt mạnh mẽ, ông cho rằng có thể đi ngược lại quan điểm chính sách truyền thống của các đời Tổng thống trước đó. Ông muốn hóa giải bất đồng với Triều Tiên và kết thân với Việt Nam. Hoặc do những chính sách chiến lược lớn mà theo đó Việt Nam có vai trò quan trọng như chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương xoay trục hướng về châu Á để xử lý các thách thức tại đây, khẳng định lại uy thế của Mỹ ở nơi này. Đặc biệt là Mỹ đang xử lý vấn đề thương mại với quốc gia láng giềng của Việt Nam, đó là Trung Cộng. Tự chung lại vì những lý do khác nhau, ông Trung hiện là người đang dành mối quan tâm thân thiện đối với Việt Nam. Mặc dù bản thân ông cũng là người dễ gây tranh cãi ở nước Mỹ và nhiều phát biểu của ông ấy cũng bị dư luận phản đối. Nhưng đối với Việt Nam thì thấy trước ông Trung chưa có tổng thống nào nhiều lần nhắc đến Việt Nam như thế. Và sau ông ấy, liệu sẽ còn ai khác sẽ nhắc đến Việt Nam? Việt Nam nên làm gì? Tổng thống Donald Trump một chính sách lớn muốn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và góc độ cá nhân dường như ông ấy lại gắn kết với Việt Nam. Điều này thành ra rất đáng phải quan tâm đối với các lãnh đạo phía Việt Nam. Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu nhận định.
Báo chí quốc tế cho hay chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng phản ứng về hành vi được cho là Trung Quốc gây quan ngại nghiêm trọng trên Biển Đông hôm 9 tháng 4 năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố chỉ trích hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cá ngư dân Việt Nam. Tuyên bố hôm thứ Năm của Ngũ Giác Đài nói, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các thông tin tàu hải cảnh của Trung Quốc va chạm và đâm tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Hành động của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều được bảo đảm chủ quyền, không bị cưỡng ép và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc chuẩn mực quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ lập luận trong tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức. Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ đồng minh và các nước đối tác đảm bảo tự do hàng hải và các cơ hội phát triển kinh tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bình luận về diễn biến này hôm 14 tháng 4 ở Hà Nội, một nhà quan sát và phân tích an ninh chính trị khu vực nói với BBC News tiếng Việt. Hôm qua, có tuyên bố phản đối Bộ Quốc phòng Mỹ về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Tôi hiểu rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ còn nặng ký hơn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã giao toàn quyền cho Bộ trưởng Mark Esper cư xử châu Á-Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tin cho hay trong tuần tới theo dự kiến sẽ diễn ra một cuộc họp 4 bên 4 quốc gia bao gồm có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Được biết đến là Quad, một trong những trong đó có thể có những bàn thảo về an ninh khu vực và các trao đổi nhận thức thông tin giữa các bên liên quan. Nhà nghiên cứu không muốn tiết lộ danh tính nêu ý kiến từ một viện nghiên cứu chiến lược ở khu vực. Họ đã quyết định không mời Bắc Kinh dự thính. Bắc Kinh với đại dịch từ Vũ Hán dường như đã hình thành xong quan điểm phương Tây, trước hết là Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, rằng Bắc Kinh là kẻ thù chứ không phải là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ nữa. Vì thế, họ không mời Trung Quốc và Quad đang có giả định rằng Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan và Trường Sa. Vậy Việt Nam cần hành xử như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu lại vấn đề chính liên quan đến quan điểm của mình. Hiện nay, nước Mỹ đang bị tấn công bởi dịch cúm. Tính đến sáng ngày 11 tháng 4, nước Mỹ có tới hơn nửa triệu người mắc bệnh và gần 18.693 người tử vong. Để thấy được mức độ nghiêm trọng có thể so sánh với một trong những trận đánh quân sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của nước Mỹ là trận Trân Châu Cảng. Nước Mỹ bị mất khoảng 250.000 người. Như thế đến nay dịch cúm đã gây ra tổn thất về người gấp 7,4 lần số thương vong ở trận Trân Châu Cảng và con số còn chưa dừng lại. Trong khi đó, các nước đồng minh của Mỹ thì lại cũng khó khăn, khó giúp gì được cho khi mà chính họ cũng đang gặp khó khăn. Còn tại Việt Nam thì tình hình dịch bệnh lại khác. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến sáng ngày 11 tháng 4, Việt Nam có 257 ca nhiễm, có 113 ca đang được điều trị và 144 ca đã khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong. Đây là những số liệu mà do Bộ Y tế cung cấp. Còn con số thực như thế nào thì chỉ có trời mới biết. Theo đó, dịch bệnh ở Việt Nam vẫn đang trong vòng kiểm soát và chưa có thiệt hại về nhân mạng. Đây là lúc Việt Nam cần lưu ý đến việc sử dụng nguồn lực của mình để hỗ trợ các nước nhằm xây dựng cho mình quyền lực mềm. Nhìn sang Trung Quốc thì thấy họ cũng đang hành động để tạo dựng quyền lực mềm. Trung Quốc trở thành người hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các nước, dù xung quanh việc đó có nhiều tranh cãi. Đài Loan cũng đang hành động để tạo dựng quyền lực mềm trước thế giới. Họ đã chuẩn bị một ngân khoản 30 tỷ đô la sẵn sàng hỗ trợ các nước. Một câu khẩu hiệu Đài Loan có thể giúp. Nhìn lại lịch sử thì thấy có rất ít dịp trong lịch sử Việt Nam trở thành người giải cứu cho các nước. Một lần hiếm hoi là hồi năm 1944-1945, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của ông Hồ Chí Minh đã tìm cách cứu các phi công đồng minh bị Nhật bắn rơi ở khu vực miền núi phía Bắc rồi đưa đường chỉ lối cho họ về lại đơn vị. Ông Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa đã thấy được việc làm của mình sẽ giúp gây dựng được mối quan hệ với lãnh đạo phe đồng minh và sẽ đưa đến những điều có lợi cho Việt Nam. Mấy năm gần đây, Việt Nam đã gửi các nhóm
y tế tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Kết quả đã tạo được hình ảnh tốt, Việt Nam trở thành một thành viên có trách nhiệm xây dựng đóng góp trong cộng đồng các quốc gia. Nay dịch cúm này chính là dịp để Việt Nam nắm bắt cơ hội trở thành người giải cứu. Lâu nay Việt Nam đã phát triển là nhờ hai điều: người nước ngoài đến đầu tư làm ăn hoặc du lịch ở Việt Nam, và người Việt Nam sang nước ngoài để lao động kiếm việc, làm tiền, làm và gửi tiền về nước. Vấn đề đặt ra là phải làm sao để khi hết dịch cúm, người nước ngoài với sự khuyến khích của chính phủ nước họ sẽ quay trở lại Việt Nam đông hơn, và người Việt Nam sẽ đi đến các nước sẽ được thuận lợi hơn. Để đạt được những mục tiêu đó, chính phủ Việt Nam có thể gợi ý phía Mỹ và Tổng thống Donald Trump rằng Việt Nam sẵn sàng đưa nhân viên y tế, người Việt sang hỗ trợ. Nhân lực có thể cân nhắc điều động đoàn cán bộ y tế vừa trở về từ Việt Nam, Sudan từ cuối năm 2019. Với tính cách, quan điểm và thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với Việt Nam, rất có thể ông ấy sẽ nhận lời. Nếu làm được việc đó thì Việt Nam sẽ đạt được mục đích là gắn kết thêm với nước Mỹ. Và quan trọng hơn là Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ nguồn nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe của thế giới. Đây là mảng nhân lực lao động Việt Nam hiện nay mới đang bước đầu gây dựng nhằm cung cấp số lượng hạn chế cho đối tác bước đầu là Nhật Bản. Một quốc gia khác ở Đông Nam Á là Philippines từ lâu đang giữ thị phần rất lớn về nguồn nhân lực nhân viên y tế. Theo bài, xuất khẩu lao động Philippines còn dao hai lưỡi trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, cho biết nước này có tới 10 triệu lao động ở nước ngoài. Bài báo cho biết Philippines cung cấp rất lớn nguồn lao động là các y tá, điều dưỡng và các công việc khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe, làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp hay tại nhà riêng ở các nước. Nay Việt Nam muốn phát triển mạng cung ứng nhân lực trong lĩnh vực này thì dịch cúm chính là một cơ hội. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phát huy thế mạnh xuất khẩu lâu nay là ngành may mặc, cần điều hướng sản xuất gấp số lượng lớn khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế để cung cấp cho các nước. Bằng cách này, Việt Nam sẽ tăng khả năng đóng góp cho công cuộc giải cứu thế giới khỏi dịch cúm và tăng mối gắn kết với Tổng thống của Mỹ, ngài Donald Trump. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là trước nay Việt Nam cũng phải làm, đó là vứt bỏ hoàn toàn cái thể chế chủ nghĩa cộng sản và chế độ chủ nghĩa đầy tham nhũng và đau khổ ở nước này, điều mà người dân Việt Nam, Tổng thống Donald Trump và các nước dân chủ tự do trên thế giới luôn đấu tranh nhằm dẹp bỏ cho nhân loại. Trung Quốc đang xóa các nghiên cứu về virus Vũ Hán để viết lại lịch sử của con virus này. Trang web của hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc được cho là đã đăng và sau đó xóa những nghiên cứu về nguồn gốc của chủng virus corona mới theo Fox News. Việc đã đăng trên các trang web của Đại học Fudan ở Thượng Hải và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc ở Vũ Hán bị xóa có thể là nhằm kiểm soát thông tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tờ Guardian đưa tin Đại học Vũ Hán được cho là đã đăng và sau đó đã xóa một nghiên cứu khoa học, học thuật về virus Vũ Hán. Nghiên cứu này cần khoa học và công nghệ Trung Quốc phê duyệt trước khi xuất bản. Các bài nghiên cứu này ban đầu được đăng vào ngày 9 tháng 4 năm 2020 trên trang web của Trường Khoa học và Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Fudan ở Thượng Hải, Trung Quốc. Họ đang tìm cách biến sự việc từ là một thảm họa lớn thành chính phủ đã làm đúng mọi thứ và giúp cho thế giới thời gian để chuẩn bị. Mikkelvin Kario, một nghiên cứu viên cao cấp chuyên về nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Monash, nói với tờ Guardian: có một tham vọng đến mức dám phủ nhận thực tế rõ ràng trước mắt chúng ta rằng đây là một đại dịch lớn bắt nguồn từ một nơi mà chính Trung Quốc thực sự cần phải dọn dẹp sau SARS, nghiên cứu viên này nói thêm. Vào ngày 3 tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã thông báo rằng các nhà nghiên cứu cần báo cáo phát hiện về virus Vũ Hán cho các quan chức trong vòng 3 ngày, nếu không nghiên cứu sẽ bị chấm dứt. Vào đêm giao thừa năm 2020, Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về một đợt bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo Fox News, động thái của chính phủ Trung Quốc vào thời điểm đó như sau: đóng cửa một chợ hải sản ở Vũ Hán, chuyển tất cả bệnh nhân bị nhiễm virus đến một bệnh viện được chỉ định
đặc biệt thu thập các mẫu xét nghiệm để gửi đến các phòng thí nghiệm của chính phủ, yêu cầu các bác sĩ giữ im lặng và trừng phạt bất kỳ ai đưa thông tin. Lầu Năm Góc lần đầu tiên biết về con virus Vũ Hán vào tháng 12 từ các báo cáo nguồn mở gửi từ Trung Quốc. Vào ngày 3 tháng 1, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Robert Redfield đã được Giám đốc CDC Trung Quốc cảnh báo chính thức thông qua một cuộc gọi. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ, cho biết ông đã được cảnh báo về virus này vào cùng thời điểm. Khi đó, ông đã lo sợ trong vòng 2 tuần virus này có thể gây ra thảm họa toàn cầu. Ngay sau đó, các quan chức chính phủ và quan chức y tế cộng đồng của Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho phép các nhà dịch tễ học của Mỹ hỗ trợ nước này đối với sự lây lan của dịch bệnh và nghiên cứu về căn bệnh để có thể giúp chuẩn bị cho những ứng phó của Mỹ đối với dịch bệnh. Các quan chức Mỹ cũng yêu cầu chính quyền của Trung Quốc gửi mẫu virus đến các phòng thí nghiệm của Mỹ để nghiên cứu và phát triển vaccine và phương thức xét nghiệm. Mãi đến ngày 11 tháng 1, Trung Quốc mới chia sẻ thông tin về trình tự gen virus. Cùng ngày hôm đó, Viện Y tế Quốc gia Mỹ ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu vaccine. Tận cuối tháng 1, gần một tháng sau khi yêu cầu, Mỹ mới được chính quyền của Trung Quốc đồng ý cho hai người cùng nhóm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến Trung Quốc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những tuần được cho là điểm vàng để nghiên cứu căn bệnh đã bị lỡ và virus đã lan ra khắp châu Á và bắt đầu lây lan ra các lục địa khác trên toàn thế giới. Tính đến sáng ngày 13 tháng 4, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gần như phủ kín toàn cầu với hơn 1,8 triệu người nhiễm bệnh và gần 115.000 người tử vong theo số liệu thống kê của worldmeters.info. Kênh Kênh Đỏ. Quyết định kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội của chính phủ ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc tới ngày 30 tháng 4 năm 2020, tuy rằng có thể là một quyết định đúng trước bối cảnh dịch bệnh cúm đầu đang tàn phá thế giới, cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng và tê liệt xã hội toàn cầu, nhưng đó cũng là một quyết định khiến cho hàng triệu người dân phải đối mặt với cái đói, thiếu thốn, khốn cùng khi mà những khoản cứu trợ vẫn còn ở trên TV và trên giấy tờ. Cái đói đang sầm sập kéo đến hàng trăm ngàn hộ gia đình là những công nhân ở các khu công nghiệp, những lao động tự do nhập cư, những tiểu thương đã chịu đựng cuộc mưu sinh mòn mỏi rất lâu trước khi dịch bệnh bùng phát. Hàng triệu người dân sống bằng những nghề hạ bạc, bám lấy vỉa hè, gầm cầu xó chợ ở xứ thiên đường cộng sản này đều sống trong cảnh ráo mồ hôi, lưng là đói. Đã có thông tin hình ảnh trên mạng xã hội về thảm trạng công nhân thất nghiệp lâu ngày do dịch bệnh ở Bình Dương đã quẫn trí tự vẫn. Những người nghèo ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã phải tìm những thực phẩm thừa từ bãi rác để ăn. Thực tế bi thảm hơn rất nhiều những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng và sẽ trở thành thảm họa nhân đạo nếu tình trạng dịch bệnh và đình đốn sản xuất, dịch vụ kéo dài trong 6 tháng nữa. Ước tính có hơn 4 triệu người thất nghiệp và 10 triệu người bị mất phần lớn thu nhập bởi ảnh hưởng của dịch cúm tàu. Nhưng vấn đề mà bài viết đặt ra là sự vô lương của hệ thống chính quyền, mà cụ thể là các tổ chức chịu trách nhiệm về lĩnh vực an sinh xã hội, các tổ chức, hội đoàn, các tổng công ty, tập đoàn của nhà nước, các doanh nghiệp là sân sau của quan chức Cộng sản Việt Nam cùng với hệ thống truyền thông lề đảng, được chỉ đạo đưa tin dối trá, ngụy tạo. Phía sau câu chuyện miếng thịt lợn. Muốn mua thịt rẻ thì lên TV mà mua. Đây là tiêu đề của một bài viết được share rất nhiều trên mạng xã hội và các báo chí trong nước trong thời gian qua. Bài viết phản ánh giá bán thịt lợn ở các hệ thống siêu thị và chợ dân sinh truyền thống vẫn ở mức cao ngất chứ không hề giảm theo như cam kết của chính phủ của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc hay theo cách báo cáo và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương Việt Nam. Trước ngày 1 tháng 4 năm 2020, nhiều tờ báo đăng tải rằng giá thịt lợn hơi xuất chuồng sẽ giảm xuống còn 70.000 đồng trên 1 kg. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, các công ty chăn nuôi như Green Farm Asia, công ty cổ phần chăn nuôi cổ phần Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn Đa Bác ở Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Đức đã có văn bản thông báo đưa giá heo thương phẩm xuống chuồng về mức 70.000 đồng trên 1 kg. Các công ty như Jeff Hà, Hòa Phát,
cổ phần nông nghiệp BASF đã cam kết với chính phủ tại cuộc họp ngày 31 tháng 3 sẽ đưa giá heo hơi về 70.000 đồng trên 1 kg từ đầu tháng 4. Nhưng trên thực tế, giá thịt heo hơi xuất chuồng ở trên toàn quốc vẫn neo ở mức giá 85 đến 90.000 đồng trên 1 kg. Tuy được cho là giảm mạnh so với trước đó ít ngày, giá thịt heo ở siêu thị ghi nhận ngày 12 tháng 4 năm 2020 vẫn còn rất cao. Đơn cử là siêu thị Big C niêm yết thịt heo vài 127.000 đồng trên 1 kg, nạc băm là 149.000 đồng trên 1 kg, sườn non 169.000 đồng trên 1 kg, chân giò heo 119.500 đồng 1 kg. Theo thông tin được biết thì cuối tháng 3 2020, 1.500 tấn thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Nga đã cập cảng, 2.000 tấn đang trên đường về Việt Nam. 3 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập 40.000 tấn thịt lợn để tiêu thụ trong nước. Mức giá thịt heo bán lẻ tại các siêu thị nếu so với mức thịt heo thương phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Nga, Pháp thì cao tới 5 đến 6 lần. Thậm chí một số sản phẩm như chân giò, nội tạng là những phần mà thị trường nước ngoài loại bỏ cho không. Công ty nhập khẩu chỉ mất tiền vận chuyển lưu trữ tại hệ thống kho lạnh và bán cũng được bán với giá cao ngất ngược. Tờ Jing News ngày 20 tháng Giêng năm 2020 cho biết trong 11 tháng đầu năm 2019, lượng thịt lợn từ Ba Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan nhập về Việt Nam đạt 111.000 tấn với kim ngạch 124 triệu đô la. Tính ra giá nhập bình quân mặt hàng này là 1.117 đô la một tấn, tương đương với 25.950 đồng đến 26.000 đồng trên 1 kg. Nguồn thịt nhập về bán tại các đại lý cấp 1 tuy thấp hơn giá ở siêu thị khoảng 40% nhưng đã cao hơn gấp 3 lần so với mức nhập khẩu và không bán cho khách hàng nhỏ ngoại tỉnh. Cả nước có khoảng 140 doanh nghiệp được nhập và phân phối mặt hàng thịt heo nhập khẩu và đây cũng là doanh nghiệp có mối quan hệ đặc biệt với các giới chức hải quan, các bộ ngành liên quan như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương và Công an. Nếu trừ đi tất cả các thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, lưu trữ, bảo quản, kho lạnh, mặt bằng, nhân công, khấu hao và lợi nhuận doanh nghiệp thì giá bán lẻ gấp 3 lần so với mức nhập cũng là quá cao. Trong khi đây là mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân, đặc biệt là trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thu nhập của tuyệt đại đa số người dân lao động dao động và bị mất hoặc giảm rất nhiều thì giá của các mặt hàng thiết yếu lại tăng cao khiến cho cuộc sống càng khó khăn, khốn cùng. Miếng thịt lợn đã trở thành như một thức ăn xa xỉ trong bữa cơm người dân lao động nghèo. Điều này phản ánh các khía cạnh xã hội và chính trị phía sau. Một là sự bất lực của chính phủ cũng như các bộ ngành chức năng trong việc kiểm soát giá cả thị trường trong thời điểm cần có bàn tay của nhà nước tham gia nhằm duy trì ổn định xã hội và bảo đảm đời sống tối thiểu người dân. Rõ ràng đây là câu chuyện thực tế minh chứng rõ thực trạng trên bảo dưới không nghe hoặc đánh trống bỏ rùi thường thấy ở giới chức Cộng sản Việt Nam. Nhưng điều này cũng không có gì là khó hiểu bởi vì ở chế độ Cộng sản Việt Nam mọi thứ đều có đường dây và phe nhóm của họ cho nên lợi nhuận của họ là trên hết. Còn đối với người dân, họ để ngoài tai tất cả mọi sự miễn sao có lợi cho họ là được. Hai là thị trường xuất nhập khẩu và các mặt hàng trọng yếu của Việt Nam đều nằm trong tay một số doanh nghiệp là sân sau của quan chức Cộng sản và những doanh nghiệp này thao túng thị trường bất chấp các quy định chính sách nhà nước cũng như các giá trị đạo đức tối thiểu. Ba là thông tin mang tính tuyên truyền theo định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn toàn phản ánh sai sự thực với những gì đang xảy ra ở ngoài xã hội. Cũng như những câu chuyện về xăng ở Việt Nam, một lít xăng phải cõng hàng chục thứ thuế phí như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường, quỹ bảo trì đường bộ, trích lập bình ổn thị trường và lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước, đại lý. Dù là một quốc gia có cả nguồn tài nguyên dầu khí có trữ lượng cao và sản lượng được cả xăng cho nhu cầu nội địa, nhưng thay vì người dân được sử dụng xăng rẻ ở mức nhập khẩu chỉ khoảng 3.800 đồng một lít, ở thời điểm hiện tại thì phải trả đến hơn 12.000 đồng một lít, tức là phải gấp 3 lần so với giá nhập khẩu.
Nếu so sánh với mức thu nhập của người lao động Việt Nam có thu nhập gần như thấp nhất trong khu vực và chỉ bằng 1 phần 30 so với thu nhập bình quân của người dân Mỹ, nhưng phải trả tiền xăng đắt hơn nhiều lần so với Mỹ. Giới chức Cộng sản Việt Nam luôn ca ngợi sự ưu việt của hệ thống kinh tế có cái đuôi định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và có lẽ đây chính là ví dụ tiêu biểu phản ảnh bản chất của hệ thống đó. Đó là một thị trường bị lũng đoạn bóp méo bởi tầng lớp các giới chức nắm quyền của nhà nước và doanh nghiệp sân sau nhằm trục lợi từ những người dân trong nước. Với mức sống thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á nhưng chi phí cho các nhu cầu tối thiểu cơ bản lại rất cao, người dân Việt Nam bị bóc lột tới tận xương tủy một cách tinh vi bằng hàng trăm thứ thuế phí, gián thu thông qua các mặt hàng nhu yếu phẩm như lương thực, xăng dầu. Bò nơi khố rách, đãi nơi quần hồng. Truyền thông Việt Nam liên tục đưa ra các tin bài những gương tốt trong công tác ủng hộ nhà nước đáp lời kêu gọi ai có tiền ủng hộ tiền, ai có hiện vật ủng hộ hiện vật của ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Kịch bản truyền thông phổ biến là các cụ già neo đơn, em nhỏ khắp đất nước hăng hái dành những khoản tiền tiết kiệm để ủng hộ nhà nước, kinh phí chống dịch bệnh. Các doanh nghiệp lớn như Vạn Thịnh Phát, Vingroup tặng chính phủ hàng ngàn máy thở, hàng trăm tỷ đồng. Một không khí chẳng khác gì ngày toàn quốc kháng chiến. Dân Hà Nội đem đủ tủ thờ, hoành phi câu đối ta làm chiến lũy chống giặc Pháp. Bộ Thông tin và Truyền thông liên tục nhắn tin cho tất cả các thuê bao lời kêu gọi ủng hộ tiền cho chính phủ chống dịch virus Vũ Hán. Thôi thì đủ mọi hình thức tuyên truyền từ nông thôn đến thành thị, đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ. Mục đích cuối cùng là càng kêu gọi người dân móc hầu bao ra. Thậm chí ông chủ tịch nước sau thời gian im hơi vắng bóng đã lâu đột nhiên xuất hiện kêu gọi người dân hiến máu. Mà thực ra chẳng phải vì mục đích nhân đạo mà là vì Việt Nam đang cần máu để xuất khẩu sang Trung Cộng. Máu và các sản phẩm từ máu như huyết tương chứa kháng thể miễn dịch và các sản phẩm có giá trị rất cao ở thị trường như EU, Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt nhất vẫn là Trung Quốc. Trong khi đó, các nguồn tiền hỗ trợ người nghèo thì vẫn ở tình trạng dự thảo. Truyền thông báo cáo Đảng đưa tin sẽ có 20 triệu người được hỗ trợ bởi gói hỗ trợ 68.000 tỷ đồng, rồi khối doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi trên 280.000 tỷ đồng được giảm thuế phí, nhưng tất cả chỉ là dự thảo và giấy tờ mà thôi. Khu vực kinh tế tư nhân chiếm 83,3% tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ở cả nước, tương đương với 45,2 triệu người. Năm 2017 là 44,9 triệu người. Theo báo cáo của Phòng Thương mại Việt Nam, giai đoạn 2017-2018, kinh tế tư nhân chiếm từ tỷ trọng 25,3 đến 26,3 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và chiếm tỷ trọng 34,7 đến 34,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, lớn gấp 10 lần về xuất khẩu và gần 7 lần về nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp nhà nước, không kể dầu thô. Tuy vậy, đây là khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi chính sách bất công và đầy tiêu cực của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Một đánh giá của Ban Chiến lược Phát triển Kinh tế Tư nhân cho biết sẽ có 74 khối doanh nhân tư nhân sẽ phá sản nếu như tình hình dịch bệnh kéo dài. Những doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, kể cả một quán cơm gánh phở, cũng có thể mang lại công ăn việc làm cho nhiều người hơn một gia đình, nhưng không bao giờ là đối tượng có thể tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi. Trong khi đó, các tập đoàn nhà nước vốn là những cái hang chuột không đáy, chiếm hữu hầu hết tất cả các nguồn tài nguyên, đất đai, tư liệu sản xuất quốc gia và sử dụng hơn 40% nguồn vốn của nền kinh tế, thì nhân dịp dịch bệnh đã ngay lập tức kêu gào về tình trạng thua lỗ và lớn tiếng đòi hỏi phải được cắt giảm thuế phí và tiếp cận các gói tài chính ưu đãi. Ngày 6 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại các tập đoàn có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho 19 tập đoàn và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 250.000 tỷ với lãi suất 0% và thời hạn vay là 3 năm. Ngoài ra, Ủy ban này cũng đề nghị một loạt các đề nghị về chính sách giảm thuế phí của các ban ngành liên quan. Các ông lớn như EVN, Hàng không Việt Nam và thậm chí Hội Nhà báo Việt Nam lập tức đòi hỏi các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, miễn thuế, phí. Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng Công ty Đông Bắc
giảm giá than trộn bán cho hoạt động sản xuất điện để phù hợp với tình hình giá than nhập khẩu thực tế so với giá than nhập khẩu đã xác định trong giá than trộn được TKV, TCT, Đông Bắc kê khai với Bộ Tài chính. EVN cũng kiến nghị miễn thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ, môi trường, rừng, phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các đơn vị sản xuất thủy điện với thời gian là 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020. Báo cáo cho biết Vietnam Airlines có lượng tiền dự trữ khoảng 3.500 tỷ đồng nhưng đến nay đã cạn kiệt. Doanh nghiệp đang phải gia tăng vay vốn ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu thanh toán. Tuy nhiên, dư nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp đã đến nay tính đến ngày 20 tháng 3 đã lên đến 3.568 tỷ đồng, trong khi nhiều khoản đến hạn thanh toán đang bị tạm dừng. Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 15.000 tỷ đồng trong năm 2020 để bảo đảm khả năng thanh toán trong năm 2020. Vietnam Airlines cần nhà nước hỗ trợ 12.000 tỷ đồng và phải bắt đầu giải ngân từ tháng 4 năm 2020, báo cáo của Ủy ban Quản lý Vốn nêu kiến nghị. Có thể thấy đối với các doanh nghiệp tập đoàn nhà nước, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sân sau của quan chức Cộng sản Việt Nam thì dịch bệnh là một cơ hội vàng để đục khoét ngân khố, ăn tiền hỗ trợ, nâng giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Dân gian có câu bụt ăn ba mà ăn bảy, mỗi đồng tiền cứu trợ hay từ thiện liệu có được 3 phần đến được đúng người, đúng đối tượng cần giúp đỡ trong lúc khó khăn này. Nhưng cho tới nay, tất cả những thông tin chính sách mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang tuyên truyền có thể thấy đều dối trá, một trò bịp bợm đốn mạng không hơn không kém. Thảm kịch xã hội đang khiến cho hàng triệu người khốn cùng, khiến cho hàng trăm ngàn người có thể mất mạng, nhưng lại là bữa tiệc sát người thịnh soạn của bầy kiền kiền đỏ, luôn gào thét do dân vì dân trong cơn say máu thịt đồng bào. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.